thức uống có sẵn ở nhà do người khác mua mà ít được dùng tới thì con sử dụng với tác ý rằng mình sẽ dùng vật này để không có sự vi phạm nào xảy ra ở nhà này. Con đọc trong kinh Hữu Học có đoạn vị tỳ kheo khi thọ dụng món ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình. Bạch sư, con thấy tác ý như vậy không có trong pháp mà Thế Tôn đã thuyết, vậy có lỗi lầm hoặc tai hại nào xảy ra không? Quý vị trả lời giùm sư. À, cái đó, cái món đó đó có ai cho mình chưa? Ừ, có ai cho mình chưa? Thì nếu như chưa có ai cho thì nó là của không cho, và mình đã có ý mình muốn lấy, đã có ý mình muốn lấy rồi, đã có ý muốn lấy và mình ra sức lấy và đã lấy được, thì tự nhiên là mình phạm vào cái giới trộm cắp. Ừ, nếu là sa di thì đức giới sa di, nếu là tỳ kheo thì tùy theo giá trị của cái món đó. Coi chừng như món đó mà cái món mà kiểu sơn hào hải vị mà nó lên tới cái giá mà 2 triệu đức giới sa tỳ kheo luôn ấy. Cho nên là phải cẩn thận. Như vậy việc cần làm là cái gì? Sám hối. Nếu là sa di thì xin giới trở lại, nếu là tỳ kheo thì sám hối. Còn nếu là cư sĩ thì có thể sám hối liền cũng được, hoặc là chờ tới dịp rồi quý vị sám hối. Đều được hết. Cái này sư chia sẻ thêm một vài cái ở trong chùa. Những vị nào mà sắp ở chùa hoặc chuẩn bị ở chùa hoặc có ở chùa thì quý vị nhớ dùm một vài cái căn dặn này của sư. Đồ của chùa, đừng có nghĩ là người ta nói đồ chùa ha, đồ chùa theo kiểu hiểu ngoài đồ miễn phí, không phải. Đồ, cái gì là đồ của chùa thì cái đó là đồ của chung, mà đồ của chung thì mình không được tự ý mình lấy riêng. Ví dụ như cái bàn, cái thậm chí cho đến cái bàn, cái ghế mình không có tự ý mình lấy, mình xài riêng, lấy xài riêng thành ra trộm cắp. Thành ra đồ của chùa thì phải cẩn thận vô cùng. Nhất là thí dụ như đồ ăn thức uống mà mình nhón mình lấy là coi chừng là nó có tội tội trộm cắp. Mà trộm cắp ăn trước của chư tăng thì nó rất là nặng nha, nghiệp rất là nặng. Sư từng gặp một vài ông sa di chư tăng ấy đem đồ ăn lên để mà Phật tử đem đồ ăn lên để dâng cho chư tăng sau khi tụng kinh xong. Cái lúc mà mở ra đó, mở 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 đồ ăn ra để mà ai dùng á, ông để ngọn bấm điện thoại. Ông sa di á, ông để mấy ông tỳ kheo bấm điện thoại, mở đồ ăn, ông ngọn bấm, ông lướt điện thoại, ông lướt để cho người ta phục vụ ổng. Rồi tới hồi mà mấy chư tỳ kheo mở cái nắp, mở đồ ăn ra rồi và bắt đầu với cơm, với đồ ăn, ảnh tranh thủ ảnh gấp đồ ăn trước, gấp trước để cho chư tỳ kheo là dùng đồ thừa canh cặn của mình, thì như vậy là cái nghiệp rất là lớn, ác nghiệp rất là lớn đấy. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Thậm chí là không, tại sao á, là một số nơi như là ở các cái chùa Khmer đó, quý vị thấy là Phật tử cư sĩ là ăn sau chư tăng chứ không có ăn chung, không có ăn trước, là như vậy đó, chờ chúng ta ăn xong rồi đó, dọn xuống rồi mình mới ăn. Và nhớ giùm đồ của chùa không nên tự ý lấy, cái gì cũng phải hỏi. Nhưng mà có một cái như vậy, mình có thể mượn, mượn với suy nghĩ là mình dùng tạm. Ví dụ như là
ở trong phòng sư có một cái ghế nhựa, nhưng mà sư không có lấy với cái ý nghĩ là của sư, nhưng mà sư lấy với suy nghĩ là sư mượn để sư dùng, và sư sẽ trả, mượn dùng tạm để trả, chứ không phải của sư. Đấy, thì như vậy là mình được mượn dùng, thì như vậy mình sẽ không phạm giới. Ngoài ra thì nó còn một cái nữa, ví dụ như là bạn đồng phạm hạnh mà thân thiết với nhau á, thì có những món mình biết là mình lấy thì họ cũng cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì. Ví dụ như sư với một sư bạn, thì sư có chai nước giặt, thì tới họ giặt đồ thì ông lấy chai nước giặt đó không vấn đề gì. Hoặc là sư để chai cái cục xà bông tắm, thì tới hồi ông tắm thì ông xài cục xà bông đó cũng không vấn đề gì. Đấy, cái kiểu như vậy, tức là khi mà thân thiết với nhau mà mình biết á, là mình có lấy thì họ cũng thoải mái. Hoặc sư ví dụ như bạn bè quý vị mà thân thiết ấy, bạn bè thân với nhau, có khi là gửi xe mà đang thiếu 2.000 gửi xe, quý vị mình lấy móc cái bóp bạn, móc cái bóp bạn mình ra mình lấy 2.000, lấy trước mặt nó luôn á, lấy 2.000 xong mình nhét vô lại mình lấy, rồi sau đó cho nó biết nha. Đó thì không vấn đề gì hết. Nãy tao không có tiền lẻ, tao móc bóp mày, tao lấy 2.000 gửi xe, không vấn đề gì hết. Nhưng mà đối với những người thân thiết mà mình biết là khi mình lấy như vậy họ thoải mái, họ không có vấn đề gì với mình, thì nó khác. Còn khi mà thứ nhất là không thân thiết, cái thứ hai là cái món đó họ không sẵn sàng họ cho, thì nó lại là vấn đề khác. Như cái đồ ăn cũng vậy, mình nhắm cái đồ ăn ấy mà kiểu thân thiết ấy, tôi thấy là bạn bè chung với nhau thường thì mình mở đồ ăn của mình ra mà nó thân, khi nó nhón ăn vài món, mà thường chỉ có bạn thân với nhau thì mới làm kiểu đó thôi, nhón ăn vài món thì không vấn đề gì hết, không cần xin, không cần mở miệng ra xin, thấy mình mở đồ ăn ra nó lấy nó nhón vài món vậy thôi, không sao hết. Tại vì đó là chỗ bạn bè thân thiết thì đó không có tính là trộm cắp, tại vì đó là do cái mối quan hệ thân thiết, nó không có tính là trộm cắp. Còn nếu như mà không có thuộc cái mối quan hệ thân thiết đó đó thì mình sẽ phạm tội trộm cắp.